những thứ đã mất đi, không thể tìm lại được. Chắc cả đời của ngài chưa nhìn thấy số tiền lớn như thế bao giờ. Nói thật là chúng tôi đã bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo. Vẻ đẹp của cô ta đã mê hoặc chúng tôi, bằng không đâu có chuyện gì xảy ra. Cô ta vẫn đang cướp tài sản của các anh đó. Trước đó cô ta đã cướp hết tài sản của các anh, rồi còn cướp đi hiện tại của các anh nữa. Các anh hãy trả lời xem, ngay chính lúc này cô ta có buồn rầu vì các anh giống như các anh đang buồn rầu vì cô ta hay không? Vì sao cô ta buồn? Vậy tại sao các anh lại buồn? Có đúng như vậy không? Trước đó cô ta cướp tài sản của các anh, các anh đi bắt cô ta lại, trừng phạt cô ta. Nhưng tương lai, tức là chính lúc này, các anh lại đụng. No.